Kính chào tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại với cái kênh Nữ Tài của mình. Mình tên là Nhật Tấn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho tất cả các quý vị, tất cả các anh chị về một bài, đó là chúng ta sẽ đi tìm ngày tốt, ngày đẹp trong cái tháng 6 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu để cho chúng ta có thể mưu sinh hả? Rồi, bây giờ mời tất cả các quý vị, tất cả các anh chị lấy giấy lấy viết ghi lại, cho nếu mà các vị không ghi lại là nó hay lộn đó. Thì các vị nên nhớ kênh của tôi luôn luôn xem ngày theo 24 tiết khí chứ không bao giờ xem ngày theo 12 tháng. Cho nên tôi phân tiết rất là rõ ràng, từ ngày 1 tháng 6 cho tới ngày 28 tháng 6 nó là tiết tiểu thử và tiết đại thử, nó là tiết của tháng 6. Và chỉ duy nhất cái ngày 29 tháng 6 nó là tiết lập thu thì nó là tiết của tháng 7, mà nó lại là ngày hợi, mà ngày hợi gặp tháng 7 nó là ngày sát chủ đó các quý vị. Rồi, cái việc mưu xe thì tôi đã soạn ra cho tất cả các quý vị được 4 ngày kiết để chúng ta có thể mưu xe trong cái tháng 6 năm 2021 này. Mời tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng lắng nghe nha. Là 4 ngày tốt đó là ngày mùng 2 tháng 6, ngày 15 tháng 6, ngày 26 tháng 6 và ngày 25 tháng 6 các quý vị. Rồi, mời tất cả các quý vị, tất cả các anh chị lấy giấy lấy viết ghi lại nè. Bây giờ là tôi sẽ phân tích từng ngày nha. Ngày 2 tháng 6 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày này nó là ngày Canh Thân, nó là hành mộc, nó là trực trừ, nó là sao hư. Nó là chủ nhật hàng tuần. Nó nhằm ngày 11 tháng 7 dương lịch. Tức là ngày dương lịch là ngày 11 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 2 tháng 6. Và ngày này bởi vì nó là ngày Thân cho nên nó kỵ người tuổi Thân, người tuổi Dần và người tuổi Hợi. Và khung giờ tốt của nó để chúng ta có thể mưu xe đó là giờ Thìn từ 7 giờ tới 8 giờ 59 phút, giờ Tỵ từ 9 giờ cho tới 10 giờ 59 phút, giờ Mùi là từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút các quý vị. Giờ chúng ta bước tiếp qua cái ngày tiếp theo, đó là ngày 15 tháng 6 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Quý Dậu, nó thuộc về hành kim, nó là trực mãn, nó là thứ bảy hàng tuần, nó nhằm ngày 24 tháng 7 dương lịch. Tức là ngày dương lịch là ngày 24 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 15 tháng 6 nha các quý vị. Rồi, bởi vì nó là ngày Dậu cho nên nó kỵ người tuổi Dậu, người tuổi Mão và người tuổi Tuất. Cái khung giờ tốt của nó là giờ Ngọ từ 11 giờ cho tới 12 giờ 59 phút, giờ Mùi là từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút và giờ Dậu là từ 17 giờ cho tới 16 giờ 59 phút các quý vị. Khi mua xe, chúng ta đi giờ nào cũng được, nhưng khi dắt xe về là chúng ta phải về ngay tại cái khung giờ tốt nha các quý vị, tức là đem xe về nhà phải rơi vào những cái khung giờ tốt. Giờ chúng ta bước tiếp vào cái ngày 25 tháng 6 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Quý Mùi, nó thuộc về hành mộc, nó là trực kim, nó là thứ ba hàng tuần, nó nhằm ngày 3 tháng 8 dương lịch. Tức là ngày dương lịch là ngày 3 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 25 tháng 6 các quý vị. Thì ngày bởi vì nó là ngày Mùi cho nên nó kỵ người tuổi Mùi, tuổi Tý và người tuổi Sửu. Cái khung giờ tốt của nó là giờ Tỵ từ 9 giờ tới 10 giờ 59 phút, giờ Thân là từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút. Là chỉ có hai khung giờ đó nó thôi các quý vị, tranh thủ mà mua nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước đến cái ngày tốt cuối cùng của cái tháng 6 để chúng ta có thể mua xe trong năm 2021 này. Đó là ngày 26 tháng 6 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Giáp Thân, nó là hành thủy, nó là trực trừ, nó là thứ tư hàng tuần, nó nhằm ngày 4 tháng 8 dương lịch. Tức là ngày dương lịch là ngày 4 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 26 tháng 6. Bởi vì nó là ngày Thân cho nên nó kỵ người tuổi Thân, người tuổi Dần và người tuổi Hợi. Cái khung giờ tốt của nó là giờ Thìn từ 7 giờ tới 8 giờ 59 phút, giờ Tỵ là từ 9 giờ tới 10 giờ 59 phút và khung giờ cuối cùng đó là giờ Mùi là từ 13 giờ tới 14 giờ 59 phút. Nếu mà các vị mà mua vào ngày này mà trúng những cái khung giờ xấu, các vị có thể gửi tại nhà của một người thân cho tới chờ tới giờ Tuất,
giờ tức là từ 19 giờ tới 20 giờ 59 phút, giờ đó cũng là giờ tiết nhưng mà tại vì giờ tối cho nên tôi không có đọc. Đó là từ 7 giờ tối cho tới 8 giờ 59 phút tối, các vị có thể đem xe về nhà. Rồi, coi như là video xem ngày tốt, ngày đẹp của cái tháng 6 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu, giúp cho chúng ta có thể có được một cái ngày tốt để chúng ta có thể mua xe. Đến đây cũng đã hết rồi. Hạnh Nhật Tấn xin được khép video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị, tất cả các anh chị ở những video sau. Hãy nhớ bấm like và bấm nút đăng ký kênh cho mình để kênh của mình một ngày một phát triển mạnh lên, để Hạnh Nhật Tấn có nhiều niềm vui hơn, có nhiều tư duy hơn để sản xuất ra nhiều video hay hơn và bổ ích hơn nữa để cống hiến và chia sẻ lên cho tất cả các quý vị và tất cả các anh chị ạ. Rồi, chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và tất cả các anh chị. Chào.